Ok, cái video ngày hôm nay về cái tiêu đề là phân tích Bitcoin anh coi, nhưng mà Hoài nghĩ là toàn bộ thời gian của nó chỉ để khoe lãi thôi anh chị. Xin lỗi anh chị nhưng đó là sự thật, bởi vì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh giá lại các giao dịch bán khống mà chúng ta đã vào trong cái tuần vừa rồi. Mà nếu anh chị chưa nhớ thì Hoài nhắc cho anh chị, cái video tuần vừa rồi cái tiêu đề của Hoài đó chính là đọc thị trường. Và ngay sau khi chúng ta vào những giao dịch bán khống thì cái tuần vừa rồi là một cái tuần như thế nào thì là anh chị cũng đã biết rồi đó. Toàn thị trường cryptocurrency đã giảm giá rất là nặng nề, giảm giá cực kỳ nặng nề, và có vẻ như là Bitcoin nó đã đạt cái đáy thấp nhất trong năm 2022, thành như bây giờ nó đã phá vỡ cái đáy hàng 20.000 luôn rồi thì phải. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng đánh giá lại các giao dịch đó nha. Và nếu mà anh chị chưa xem một cái nhận định, một cái video nhận định của Hoài đó là thử đoán đáy Bitcoin năm 2022 thì anh chị chưa xem lại cái video đó, Hoài lên vào giữa tuần, hoặc là bấm vào nút giữa y này, hoặc là xem vào cái phần mô tả video đó, Hoài để cái link video đó đoán đáy Bitcoin 2022. Thì cái video ngày hôm nay chính là phân tích Bitcoin anh coi theo Bottom Price Action. Chúng ta cùng đi vào video thôi. Ok, trước khi đi vào video thì anh chị để lại một comment tôi quan tâm hoặc một cái thị trường mà anh chị cần phân tích bên dưới cái video này, cũng như là bất kỳ thắc mắc nào Hoài đừng có thể trả lời cho anh chị theo cái góc nhìn của Hoài đó. Thì bên cạnh những cái giao dịch mà chúng ta vào trong cái trên trên cái tài khoản mà giao dịch trên khung thời gian D1, thì trong nhóm Telegram Hoài để cái username cái A cộng ở đây nè, anh chị vào đó xem, hoặc là vào cái link trong phần mô tả video hoặc là comment đầu tiên đó. Thì những cái kèo trong nhóm Telegram là Hoài tập trung vào cái day trade, tức là phân tích trên khung thời gian H4, giao dịch H4, giao dịch trên trên trong ngày hoặc là giữ lệnh vài ngày. Còn trên kênh YouTube này Hoài chỉ cập nhật những kèo swing trade, tức là giao dịch theo sóng trên khung thời gian D1 mà thôi. Thì trong cái khoảng thời gian này là cả hai cái tài khoản của chúng ta ha, một cái tài khoản H4 và cái tài khoản D1 đều có những giao dịch thắng lợi rất là lớn. Và cũng rất là trùng hợp, bởi vì những cái giao dịch mà Hoài trên vào trên trên khung H4 nó cũng gần như là trùng khớp với những giao dịch trên khung D1 luôn, bởi vì cái thiết lập giao dịch của Bottoman nó xuất hiện đồng thời trên cả hai khung thời gian luôn. Đó cũng không phải là lúc nào, cũng rất là hiếm khi mà Hoài thấy có một cái sự đồng thuận rất là rõ ràng của hai khung thời gian như vậy. Thì chúng ta có được lợi nhuận ở cả hai khung, trên khung thời gian H4 và trên khung thời gian D1. Đó cũng là một cái may mắn của chúng ta. Trong khi toàn thị trường đang giống như là một đợt tắm máu, hầu như phần lớn các trader đều thua lỗ và bị thanh lý tài khoản, thì chúng ta lại kiếm được lợi nhuận rất là nhiều. Đó. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào cái video đầu tiên nha, video Bitcoin. Đó, anh chị nhớ tuần vừa rồi Hoài ngay cái lúc mà Hoài ngay sau khi cái video Hoài khuyến nghị bán ngay tại cái thanh nến mũi tên đỏ, đây chính là thanh nến cuối cùng trong cú nén với đường hỗ trợ ngang, đường hỗ trợ ngang. Thì cái đường chúng ta vẽ ra như thế này thì cú nén chính là cái giai đoạn mà giá tích lũy này nè. Anh chị thấy rõ ràng trong nguyên cái khoảng thời gian mà giá nó di chuyển trong cái bên trên cái đường hỗ trợ ngang này thì chúng ta hầu như không có một giao dịch nào. Hầu như không có một giao dịch hết, chúng ta chỉ ngồi chờ đợi thôi. Và ngay cái lúc chúng ta bán thì cũng chính là cái lúc mà thị trường nó di chuyển mạnh, nó giảm mạnh. Đó, anh chị hoàn toàn có thể bán vào cái thời điểm nào đó, bất kỳ một thời điểm nào đó quanh khúc này, hoặc là quanh khúc này, hoặc là cái khúc nào giữa giữa cũng đều được, cũng đều bây giờ đều cũng là đang có lợi nhuận đó. Nhưng đó cũng chưa phải là một giao dịch tốt, bởi vì anh chị đang phải chờ đợi quá lâu. Một cái giao dịch tốt là chúng ta vào lệnh xong là chúng ta phải có lợi nhuận ngay, hoặc là trong một cái thời gian ngắn sau đó là chúng ta có lợi nhuận liền. Đó là lúc mà chúng ta chọn đúng cái thời điểm, chọn timing, chọn đúng cái thời điểm là thị trường bước vào sóng thì chúng ta mới gọi là một giao dịch tốt. Đó. Thì rõ ràng thời gian vừa rồi chúng ta chờ đợi rất là thoải mái đúng không ạ? Rất là thoải mái, và ngay lúc chúng ta vào lệnh thì thị trường nó cũng di chuyển luôn. Rõ ràng chúng ta vẽ cái đường hỗ trợ ngang này rất là chính xác, vẽ rất là chính xác, bởi vì có tồn tại một cái đường hỗ trợ ngang, có một cái sự tôn trọng đối với cái đường hỗ trợ này tại đây thì chúng ta mới vẽ ra được. Và có những bạn thay vì vẽ đường hỗ trợ ngang, có những anh chị thay vì vẽ đường hỗ trợ ngang thì lại vẽ một cái đường xu hướng như thế này,
cũng đúng luôn đó, cũng cũng đúng. Tạm thời xóa cái đồ hỗ trợ ngang đó. Như vậy nó cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Nó cũng rất là hợp lý, nó cũng có nhiều lần chạm bậc, thì coi như hai cái đường này nó tồn tại cùng lúc với nhau đó. Nhưng mà đối với Hoài thì Hoài vẽ đường hỗ trợ đâu có gì đâu. Đấy, như thế nào cũng đúng cả, miễn sao chúng ta chọn đúng cái thanh nến cuối cùng hoặc là thanh nến vừa trước đó, cũng không không có phải chờ đợi quá lâu thì chúng ta có lợi nhuận liền. Đây là cú ném với đường hỗ trợ nha anh chị, cú ném với đường hỗ trợ nó cũng giống giống như là phía trước nè, cái đường hỗ trợ ngang của chiếc hộp nè, đây là cú ném với đường hỗ trợ và giáp break xuống đường hỗ trợ chúng ta sell. Nhưng mà tại thời điểm này Hoài là không sell, bởi vì cái thanh nến đặt lệnh chúng ta nó quá dài đó. Còn cái thời điểm này thì kiểu như thiên thời địa lợi nhân hòa, thanh nến rất là nhỏ và có cái biên độ vừa phải, chúng ta đặt lệnh stop loss vừa phải. Với kèo này Hoài đã khuyến nghị anh chị chốt lời quanh vùng 20.000 và giá nó đã hoàn tất 100% cái mục tiêu luôn. Thì chúng ta đo thử xem là chúng ta đạt được bao nhiêu R lợi nhuận đối với cái kèo này rồi. Chốt lời tại vùng 20.000 đấy, thì chúng ta đạt được 3,36 R, coi như là 3,4 R lợi nhuận đi. Vậy nha. Còn việc mà giao dịch sắp tới như thế nào đối với Bitcoin thì tạm thời là chúng ta vừa mới chốt lời xong đó, và Bitcoin nó cũng tiếp tục cái xu hướng giảm. Thì nếu chỉ còn muốn giao dịch thì chúng ta chờ đợi giá kém một lên đường EMA tạo ra một cú ném mới thì chúng ta có thể sell. Ok, bây giờ tiếp theo Hoài nói về cái thằng XMR. XMR cũng là một cái giao dịch thắng lợi của chúng ta ha. Cũng là một giao dịch thắng lợi của chúng ta trong cái tuần vừa rồi. Hầu như cái giao dịch sell nào của chúng ta trong tuần vừa rồi cũng đều thắng lợi hết. Hầu như sell lệnh nào cũng thắng lệnh đó hết. Anh chị nào nhớ đây chúng ta sell với cú nén gì không ạ? Đây chính là cú nén với đường hỗ trợ, và cái đường hỗ trợ này chính là cái bên dưới cái hộp này. Trong quá khứ chúng ta cũng có một lần sell ngay tại đây, ngay tại những mũi tên giảm nè. Đây, những mũi tên giảm là Hoài đánh dấu là cái thanh nến mà Hoài đặt lệnh sell. Còn những cái dấu ít là cái thanh nến mà Hoài đóng lệnh. Đó, ngược lại những cái thanh nến mà là mũi tên tăng á, là cái thanh nến đánh dấu cái vị trí Hoài một vào một cái lệnh buy, một lệnh mua. Tại sao lại sell tại đây? Bởi vì đây chính là thanh nến cuối cùng trong cú nén với đường hỗ trợ, nó break xuống này. Nó chưa break xuống hỗ trợ đường hỗ trợ, nhưng mà rõ ràng chị thấy nó không có còn vị trí nào để đủ thêm một thanh nến nào nữa thì chúng ta sell stop dưới đáy, dừng lỗ phía trên đỉnh. Lần trước chúng ta sell tại đây chúng ta bị dừng lỗ, nhưng mà Hoài không bỏ qua cái việc sell thị trường, bởi vì chúng ta đang nhắm tới cái việc sell mà. Nhưng mà nhắm tới một cái xu hướng giảm thì chúng ta không có bỏ qua. Sell một lần thất bại, sell thêm lần hai có lời liền. Đó. Với kèo này chúng ta đạt khoảng đo thử anh chị. Với kèo này thì chúng ta đạt phải khuyến nghị anh chị chốt lời quanh cái đáy trước thôi. Không có cần phải giữ lâu, bởi vì chỉ cần đạt tới đáy trước là chúng ta đã hơn 2R rồi. 2,17, 2,2R là rất là ok rồi. Là Hoài đã chốt lời khi mà giá chạm cái vùng đáy trước của nó này là đã chốt lời. Tiếp theo nếu muốn sell nữa chúng ta chờ cho giá kéo ngược lên đường EMA tạo ra một cú nén mới để chúng ta có thể sell xuống. Có vẻ như là thị trường crypto đã bước sang cái mùa đông rồi anh chị. Mùa đông tức là ít lắm là cũng phải kéo dài cả năm trời, hoặc là thậm chí là cả 2 năm, vì cái thời mà Bitcoin 2018 mà kéo dài cả 2 năm anh chị. Tiếp theo sẽ nói về cái thằng Z, cũng là một giao dịch thắng của chúng ta. Và nếu mà anh chị nào mà có theo dõi những cái video của Hoài thì anh chị cũng sẽ thấy cái đường đỏ này là Hoài vẽ cách đây 2 tuần, không phải là tuần trước mà là cách đây 2 tuần rồi nha, nửa tháng trước rồi đó, chỉ là một kịch bản thôi. Và cái việc mà chúng ta đoán đúng kịch bản của thị trường nó cũng không có gì là quá cao siêu, vì nó chỉ đơn giản là nó đi như vậy, và đó là cái hướng mà thị trường chọn. Khi mà thị trường nó chọn cái hướng tăng cũng không sao, bởi vì đó là hướng thị trường chọn, và cái kịch bản chúng ta vẽ nó không có ý nghĩa gì hết. Đó, thì lúc mà nó thị trường nó đi đúng theo cái kịch bản của chúng ta thì chúng ta kiếm lời, và nó nếu đi ngược theo kịch bản thì chúng ta hủy cái lệnh đó hoặc là chúng ta chốt lỗ, không có vấn đề gì hết, đúng không ạ? Bây giờ rất là may mắn thì thị trường nó chọn đúng theo cái kịch bản chúng ta đưa ra. Đó, là chúng ta có thể xem ngay tại cái thanh nến này, trong thanh nến cuối cùng đây là cú nén với đường hỗ trợ ngang, mặc dù đây là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh, rất là lâu của thằng Z này rồi, cái đáy trước nè, nó phá luôn cái đáy trước anh chị. Khi mà chúng ta có một cái đáy mới thì thị trường sẵn sàng sẽ có những cái đáy thấp hơn nữa đó, một cái đáy mới trong năm đó nha, từ 2022 là ở đây nè, chúng ta có một cái đáy mới thấp hơn cái đáy thấp nhất của 2022, chắc chắn sẽ có những cái đáy thấp hơn nữa. Với kèo này thì
ngoài khuyến nghị anh chị canh chốt lời quanh vùng 50 thì bây giờ chúng ta chờ quanh 50 chúng ta chốt lời thôi. Anh chị nào mà muốn chốt lời liền bây giờ luôn cũng được, bởi vì bây giờ chúng ta cũng đã đạt rất là tốt cái mức lợi nhuận hiện tại rồi, thì chúng ta đạt 2,21 R. Anh nghĩ chị nên giữ thêm một chút nữa, chốt lời quanh vùng 50 để chúng ta đạt được 2,76, coi như là 2,8 R lợi nhuận. 28 R. Khi mà cái mức mà tỷ lệ risk and reward, tức là cái số lần mà cái khoảng cách giữa cái entry với cái chốt lời nó gấp khoảng từ 2 đến 3 lần cái khoảng cách từ entry cho tới stop loss của anh chị, thì đó là một lợi thế dài hạn của anh chị. Về dài hạn, những cái lệnh thắng luôn luôn lớn hơn những cái lệnh thua gấp 2 đến 3 lần, thì cái tài khoản của chị sẽ tăng dần nè, mà không nhất thiết phải đạt cái win rate quá cao. Win rate chúng ta chỉ cần khoảng 40 đến 50% thôi, và 10 lệnh chúng ta chỉ cần thắng khoảng 4 đến 5 lệnh thôi, rất là ok rồi nha. Để mà đạt mỗi lần một cái lệnh, mỗi lần thắng chúng ta ăn tới 2 đến 3 lần lệnh thua, mà chúng ta đâu có cần phải thắng quá nhiều lần, chỉ cần thắng khoảng 4 lần hoặc là 5 lần trong 10 lần một lệnh là được. Cái kèo này chúng ta giữ lệnh ha, chốt quanh vùng 50 để đạt khoảng 2,76 R là ok. Tiếp theo hãy nói về thằng Tron. Tron là một cú nén rất là đặc biệt, mà đã đem ra làm ví dụ cho anh chị thực chiến luôn. Trong cái video lần trước hãy nói đây là một cú nén với đường xu hướng biến thể, và chính xác là như vậy anh chị. Đây là một đường xu hướng nè, đúng không ạ? Đường xu hướng nó tôn trọng đường xu hướng nè, và thường thường cái đường EMA nó sẽ tách cái đường xu hướng này ra, nó không có đi sát với đường xu hướng. Nhưng mà trong cái trường hợp này, cái đường EMA nó lại rất là sát với đường xu hướng, và sẽ có một cái thời điểm khi mà giá nó phá vỡ cái đường EMA và nó phá vỡ luôn cái đường xu hướng, thì chúng ta được quyền vào một cái lệnh sell. Đó gọi là một cú nén với đường xu hướng biến thể. Cú nén với đường xu hướng bình thường là nó chỉ cần phá vỡ đường xu hướng thôi là chúng ta vào lệnh được rồi, mà trong trường hợp này phá vỡ hai đường, thì đây cái thanh nến cuối cùng phá vỏ đồng thời cả hai đường luôn, sell tại đây. Bà Hai khuyến nghị chị chốt lời rất là xa quanh vùng cái đáy trước đó của cái hộp. Nếu mà chốt lời tại cái vùng đó thì anh chị đạt được khoảng tính thử nha. Đấy, không chừng là cái tài khoản D1 của chúng ta là tổng lợi nhuận là nó còn nhiều hơn là tài khoản H4 đó anh chị. Không chừng á, còn nhiều hơn á, bởi vì chúng ta giữ lệnh dài hơn. Nếu mà chốt lời cái tài đáy của cái chiếc hộp biên đáy của chiếc hộp trước đó, chúng ta đạt 4,8 R lợi nhuận, 4,9, cho là 5 R luôn đi cho chẳng. 5 R lợi nhuận anh chị. Kèo này chúng ta đạt được 5 R lợi nhuận. Và chúng ta thấy song song với đó, chúng ta thấy luôn một cái thanh nến đuôi dài, thanh nến tăng. Đó, có đuôi rất là dài phá vỡ cái đáy trước đó, bật lên thành nến tăng của Tron, cho thấy là Tron nó chuẩn bị có một đợt hồi phục ngắn hạn, tức là một cái đợt rally, một con sóng hồi tăng trong xu hướng giảm mà thôi. Cho nên bây giờ chúng ta nên chốt lời là được rồi, không có nên giữ lệnh nữa nha anh chị. Không nên giữ lệnh nữa. Đạt được khoảng gần 5 R là quá ok rồi, là quá tuyệt vời rồi, chúng ta không có còn đòi hỏi gì thêm nữa. Đấy, trong một cái video ngắn phải làm cái luận điểm đó là tại sao hold là một chiến lược cực kỳ tệ hại đó, hãy anh chị xem lại cái video đó. Trong khi tất cả những holder đều có cái tài sản giảm rất là nặng nề, thì cái tài khoản giao dịch của Hoài được dốc lên, tăng trưởng rất mạnh. Đó, thì chiến lược nào tốt hơn thì chúng ta cũng biết rồi đó, tồn tại qua 5 tháng. Ok, ETC cũng ra cũng có một cái lệnh thắng, bán ngay tại cái điểm khởi đầu của con sóng giảm luôn, rất tuyệt vời nha chị. Đây là cú nén với đường xu hướng bình thường, hồi nãy là cú nén với đường xu hướng biến thể, đó là phá vỡ cả hai đường chúng ta sell. Đây là cú nén với đường xu hướng bình thường. Đấy, nó phá vỡ đường xu hướng là chúng ta sell, này là chúng ta đi theo xu hướng giảm, còn hồi nãy là chúng ta đi ngược xu hướng, bán ngược xu hướng. Đấy, hồi nãy là hai cái đường EMA với đường xu hướng cùng dốc lên, phá vỡ cả hai đường chúng ta sell là bán đi, là bán ngược xu hướng. Còn đây là chỉ cần phá vỡ đường xu hướng thôi là chúng ta sell, là đi thuận xu hướng giảm nè. Đó, kèo này chúng ta đạt được khoảng cứ tính thử ha, rồi tí nữa chúng ta cộng lại thử xem là tổng cái lợi nhuận chúng ta có được là bao nhiêu. Cái này chỉ cần chốt lời quanh cái vùng là mấy 13, 14 thôi anh chị ha, quanh vùng 14 là ok, bây giờ chốt lời được rồi đó. 2,4 R lợi nhuận. 2,4 R lợi nhuận. Ok, bây giờ chúng ta tính thử ha,
tính tổng thử coi tất cả những cái giao dịch của chúng ta là cái lợi nhuận là bao nhiêu. Đầu tiên với Bitcoin chúng ta có 3,4. Bây giờ tiếp theo là chúng ta với thằng XMR. XMR là chúng ta có 2,17, coi như 2,2 đi ha. Ok, nhiều anh chị hỏi tại sao Hoài lại tính lợi nhuận theo cái kiểu gì lạ vậy. Đây chính là cái cách tính lợi nhuận theo đúng kiểu trader chuyên nghiệp. Nếu mà tính theo cái kiểu mà phần trăm mà trên những cái sàn crypto á, tính luôn cả đòn bẩy vô tăng khoảng cái kèo đó là ăn khoảng mấy trăm phần trăm vậy đó. Sai, cái đó nó chỉ là huyễn hoặc cái lợi nhuận của mình phóng đại lên thôi. Cái lợi nhuận thực sự là phải tính bằng R. 1R tức là một risk, một cái lần risk. Risk của chúng ta là 2% tài khoản. Thì chúng ta ăn được bao nhiêu R là chúng ta tăng được bấy nhiêu phần trăm tài khoản. Cái tài khoản chúng ta nó tăng trưởng lên bao nhiêu phần trăm. Nãy giờ là tính hai cái là được 5,6 R rồi. Đó, 5,6 R. Với thằng này là chúng ta ăn được Z, thằng Z chúng ta ăn được 2,76. Tính 2,7 thôi. 2,7. Ok. Tiếp theo chúng ta có thằng Tron. Tron này ăn nhiều nè, bởi vì chúng ta đã bán khống ngược xu hướng. Kèo này chúng ta ăn được 4,87 cho 4,9 đi. 4,8 thôi, tính số 8 là được rồi. Ok. Và kèo cuối cùng. Kèo cuối cùng là chúng ta được khoảng quên mất tiêu ha. 2,4. Ok. Này là không tính số lẻ nha, tính một chữ số thôi, là chúng ta đạt được 15,5 R lợi nhuận. 15,5 R trên tài khoản demo. Nhưng mỗi R ha, mỗi R chúng ta đạt, mỗi R là risk là 2% tài khoản, thì 15,5 nhân 2 lên là tài khoản của chúng ta nó tăng lên được 31%. Tức là cái tài khoản trước của anh chị như bây giờ như thế nào thì bây giờ nó tăng lên 31% so với trước khi chúng ta vào có được cái đợt thắng này. 15,5 R trên cái tài khoản H4 của Hoài thời điểm vừa rồi, Hoài vừa tổng kết nó đạt được khoảng tăng thêm khoảng 10 R lợi nhuận là tăng lên được 20%. Thì anh chị thấy rõ ràng trên H4 là đôi khi chúng ta trade lại còn không có tốt bằng trên D1. H4 cứ lướt qua lướt lại hoài trong cái khoảng mà cú nén đó, nó tích lũy liên tục, mà chúng ta vào lệnh liên tục chúng ta vẫn bị lỗ đó. Thì bên H4 ta tăng được 10 R, bên D1 chúng ta tăng được 15,5 R. Rõ ràng chị thấy đây là một phương pháp cực kỳ mạnh mẽ, và nếu chúng ta biết được kết hợp được phương pháp với cái việc đọc hiểu hành vi giá thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt được gần như toàn bộ những con sóng lớn của thị trường, đặc biệt là thị trường cryptocurrency. Nên chị thấy cái video này hay, để lại một comment tôi quan tâm bất kỳ cái, hoặc là bất kỳ cái thị trường nào mà anh chị cần phân tích bên dưới video này, subscribe ngay cái kênh YouTube của Nhật Hoài, vì anh chị thấy rồi đó, phương pháp quá tuyệt vời. Đấy, và cái cách chọn thời điểm của chúng ta quá chính xác đi. Và vậy thôi. Xin chúc anh chị có một cái tuần giao dịch tốt trong cái tuần tiếp theo. Xin chào.